trời, ông sinh nhật đầu tiên ấy. Với nhiều dự án, khu đô thị đang được triển khai, tỉnh Hưng Yên đang thu hút số lượng lớn người từ các địa phương khác về lao động. Tuy nhiên, đó cũng là lý do kéo theo nhiều loại tội phạm, đặc biệt là ma túy. Toàn là người đồng bào ở trên kia về đó, người ta đi thường đi bán ma túy ở đầy đường luôn, nó rất là dày đặc giống như là một cái chợ vậy đó. Đấy mà toàn là mang áo công nhân bán ngang nhiên luôn, sợ lắm. Từ cái con đường này chạy xuống đầu nghĩa trang ấy là thường xuyên là sáng trưa và sẩm tối là cái giờ gọi là tan tầm của công nhân đi làm về, là người bán cũng ra đây bán và người mua cũng ra đây bán và chích hút ở hai bên con đường này. Đấy là kim tiêm là cũng vứt bừa bãi ra đất và thậm chí là cắm vào gốc cây, nhìn máu me tuyết tuyết là cũng rất chi là phản cảm và gây sợ. Đó là chia sẻ của những người dân đang sinh sống gần khu vực triển khai hai dự án Dream City và Đại An tại hai huyện Văn Lâm và Văn Giang. Hai dự án này đã thu hút khoảng 30.000 người, mà phần lớn lao động là người ngoại tỉnh, người dân tộc thiểu số. Trong đó có nhiều đối tượng buôn bán sử dụng ma túy, gây bức xúc trong nhân dân. Trước thực trạng đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ban hành kế hoạch số 78 để thực hiện các nhiệm vụ giải pháp cấp bách để giải quyết tình trạng tội phạm, tệ nạn ma túy phức tạp trên địa bàn huyện Văn Giang và Văn Lâm. Cả hệ thống chính trị, đặc biệt là Công an tỉnh Hưng Yên đã nhanh chóng vào cuộc để trấn áp loại tội phạm này. Có 5 tổ công tác đặc biệt do phòng ma túy là chủ công, và chúng tôi đã tiến hành áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, bắt các đối tượng và xử lý các đối tượng liên quan đến ma túy. Đồng thời, ngoài cái việc bắt giữ các đối tượng, chúng tôi còn làm công tác tuyên truyền đối đến với người dân, đặc biệt đối với người lao động về tác hại của ma túy. Với tinh thần quyết liệt và các biện pháp hữu hiệu, từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 20 tháng 5, lực lượng công an đã khởi tố 50 vụ, 76 bị can về hành vi tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, xử lý hành chính 559 đối tượng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, hỗ trợ bàn giao 545 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy về địa phương nơi cư trú để quản lý theo quy định. Với những thành quả đã đạt được, hiện nay tình hình an ninh trật tự tại hai địa phương trên đã dần ổn định, thế nhưng ma túy vẫn là một hiểm họa khôn lường, là nỗi ám ảnh của nhiều gia đình và toàn xã hội. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình tọa đàm của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Quý vị và các bạn vừa được theo dõi những hình ảnh về những tác hại của ma túy đối với người sử dụng và kết quả sau một tháng cao điểm các lực lượng thực hiện kế hoạch 78 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên để trấn áp tội phạm về tệ nạn ma túy tại hai huyện Văn Giang và Văn Lâm. Mặc dù tại hai địa phương này tình hình an ninh trật tự đã ổn định, thế nhưng câu chuyện về ma túy và tác hại của nó luôn là nỗi ám ảnh với toàn xã hội. Thực hiện tháng hành động phòng chống ma túy, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên phối hợp với Công an tỉnh Hưng Yên, cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Hưng Yên thực hiện tọa đàm với chủ đề Vì một cộng đồng sạch ma túy. Tham dự chương trình tọa đàm ngày hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu có sự tham gia của các vị khách mời: bác sĩ Nguyễn Đức Chính, phó giám đốc cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Hưng Yên; thượng tá Phạm Văn Bình, phó trưởng phòng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hưng Yên; trung tá Đặng Đình Chiến, trưởng công an xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi, phó cụm trưởng cụm liên kết an toàn về an ninh trật tự giữa cơ sở điều trị nghiện ma túy với các xã giáp danh. Trước tiên thì xin được cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và câu hỏi đầu tiên xin được hỏi thượng tá Phạm Văn Bình, để có được kết quả như phóng sự vừa nêu, trong một tháng thực hiện trấn áp tội phạm về ma túy tại hai địa bàn Văn Giang và Văn Lâm, các chiến sĩ công an đã gặp những khó khăn gì ạ? Thì khó khăn thứ nhất là như này, đối tượng tên được về một cái tiếng nói, cho nên em tôi khi mà đấu tranh có những người là dân tộc thiểu số chúng tôi phải bố trí thuê. Cái nữa liên quan đến đối tượng hỗ trợ pháp lý, bởi vì người ta hộ nghèo, hộ dân tộc. Và đặc biệt có những đối tượng
lại tuổi lại dưới 18, có cả đối tượng tuổi dưới 16, cho nên tôi đều phải phối hợp với cả chỗ hỗ trợ pháp lý của tỉnh để khi mà áp dụng biện pháp tố tụng cho nó đúng người đúng tội pháp luật. Đấu tranh vất vả rồi, thu được vật chứng, đưa đối tượng truy tố trước pháp luật đã vất vả rồi. Nhưng mà bây giờ xử những cái người mà nghiện ma túy, bởi vì sau khi mà quá nhiều thì chủ tịch tỉnh, giám đốc công an tỉnh yêu cầu là test ma túy, xác định đối tượng nghiện. Thì xác định đối tượng nghiện xong thì đáng lý ra đối tượng nghiện thì như là đối tượng ở người địa bàn tỉnh mình thì mình sẽ bố trí về tại gia đình để bố trí cai nghiện hoặc là trung tâm cai nghiện. Nhưng mà bây giờ là theo những văn bản của luật phòng chống ma túy cũng như là cái nghị định thông tư 150 của chính phủ ấy, thì chỉ những người gọi là cơ nhỡ không có nơi cư trú rõ ràng thì mới về trung tâm của bác này được. Vâng. Nhưng mà đây người ta đều có cư trú rõ ràng, cho nên chúng tôi không thể áp dụng đưa ngay về cái trung tâm cai nghiện của Hưng Yên được. Vừa rồi là có là gần 800 đối tượng đưa về các tỉnh biên giới thì gia đình người ta rất khó khăn, người ta đi núi đi đồi cho nên phải chờ người ta đến nhận tiếp nhận. Trên đường đi mà đưa đối tượng về với cả gia đình ấy, thì rất vất vả. Bởi vì đây không phải đối tượng cưỡng chế. Đặt trường hợp mà xảy ra những vấn đề rủi ro về vấn đề liên quan tai nạn, vấn đề liên quan cơ địa người ta phát sinh ra, vâng, xảy ra cái gì lúc đó rất là vất vả. Thưa Thượng tá Phạm Văn Bình, là qua quá trình đấu tranh với các tội phạm về ma túy thì theo ông đâu là những cái nguyên nhân khiến cho những cái đối tượng này dễ bị sa ngã vào con đường ma túy ạ? Thì nguyên nhân đầu tiên là phải có chất ma túy, bởi vì Việt Nam gần cái khu vực Tam Giác Vàng cho nên cái lượng ma túy vào rất là nhiều. Thứ hai là có sự chủ quan của người nghiện, thưa mình thử xem có vấn đề gì không. Nhưng mà các đồng chí biết rằng khi nghiện ma túy nó không như bình thường, nghiện ma túy nó vào trong não, nó tẩy não, làm cho con người ta cơ thể nó không làm chủ được. Thứ ba là yếu tố tâm lý kém đấy. Thứ tư là yếu tố về sinh học di truyền, cái này do cơ địa. Cái thứ năm là vấn đề môi trường của gia đình. Cái môi trường gia đình cực kỳ quan trọng. Theo quan điểm tôi này, từ nhà trường chúng ta phải giáo dục cho các học sinh là tránh xa ma túy. Nhưng mà cái quan trọng của gia đình phải hàng ngày kèm cặp con. Cái nữa là áp lực về công việc, học tập. Nhiều khi học tập công việc và vấn đề kinh tế nọ kia mà thôi thử tí cho nó quên sự đời đi. Thế là thử một lần, thứ hai lần. Vấn đề nữa là công tác tuyên truyền làm sao để cái người nghiện ma túy người ta chưa nghiện, người ta không dám dùng ma túy nữa. Đấy mà là tuyên truyền. Vâng. Tức là mình áp thực tế. Thì cái việc này đòi hỏi gia đình, nhà trường, cộng đồng xã hội, môi trường xung quanh rất quan trọng. Vâng, làm sao để mà cho cộng đồng của chúng ta cảm thấy sợ ma túy và không có thử, đúng không ạ? Xin được cảm ơn Thượng tá Phạm Văn Bình. Vậy còn với cơ sở Chân Tre, thưa Trung tá Đặng Đình Chiến, việc xác định đối tượng nghiện thì gặp những khó khăn gì ạ? Quá trình để xác định tình trạng nghiện ấy, của các cơ quan chức năng ấy, phải có một cái khoảng thời gian từ 3 đến 5 ngày theo dõi, giám sát, quản lý cái đối tượng đấy để kiểm tra những cái phản ứng, những cái phản xạ, những cái hành vi của người sử dụng trái phép chất ma túy. Ví dụ như là ma túy là heroin thì phải cần 3 ngày và các loại ma túy tổng hợp thì phải cần đến 5 ngày. Thì trong cái khoảng thời gian đó thì đòi hỏi phải có một cái địa điểm để tiến hành quản lý theo dõi đối tượng đấy. Cơ quan chức năng phải giám sát 24/24 để kiểm tra, để xác định những cái phản ứng, phản xạ, hành vi của con người để có đủ căn cứ để xác định tình trạng nghiện. Đấy, cái việc này thì đòi hỏi phải có một cái địa điểm, một cái địa chỉ để tạm giữ hành chính cái đối tượng này. Ở cấp cơ sở thì hầu như là cũng không có đủ cái cơ sở vật chất, cái hạ tầng để có cái phục vụ cho cái việc xác định tình trạng nghiện này. Thì hiện nay thì một số các cơ sở y tế cấp xã cũng đã được công nhận đủ điều kiện để xác định tình trạng nghiện. Nhưng cái việc này là chỉ đủ điều kiện về mặt chuyên môn, đủ điều kiện về mặt thiết bị. Hiện tại thì ở cấp cơ sở thì kể cả công an cấp xã và kể cả cơ sở y tế cấp xã thì hầu như là cũng chưa có cái nơi nào để có đủ cái điều kiện này để đảm bảo phục vụ cho cái việc xác định cái tình trạng nghiện. Thứ ba nữa, những trường hợp mà sử dụng ma túy thì đều là những cái đối tượng mà có những cái trạng thái tâm lý là không ổn định, có những cái hành vi lệch chuẩn, có những cái trạng thái tâm lý không ổn định. Và thường là những đối tượng này là có cái tiền án tiền sự, rồi những cái đối tượng lang thang, hư hỏng, rồi là có những cái hành vi vi phạm pháp luật, rồi là có cái tính chất, có những cái hành vi, có hành động mang cái tính côn đồ hung hãn, hoặc là trạng thái tâm lý như chúng ta thường nói là bị ngáo. Cho nên cái việc mà tạm giữ quản lý những đối tượng này cũng có cái khó khăn. Tại cơ sở thì rõ ràng là đang gặp phải những cái vấn đề khó khăn về cái cơ sở vật chất, cụ thể là cái nơi để mà có thể tạm giữ họ trong 3 tới 5 ngày, đúng không ạ? Thế thì hiện tại thì cái việc này đang được thực hiện như thế nào ạ?
tạm thời ở thời điểm này thì tất cả mọi trường hợp cần xác định tình trạng nghiện thì chúng tôi sẽ chủ động liên hệ và đưa đối tượng đến trực tiếp cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Hưng Yên. Thì ở đấy thì cũng đảm bảo những cái điều kiện để tiến hành các bước xác định tình trạng nghiện. Dạ. Vậy còn những cái khó khăn trong cái việc quản lý các đối tượng sau cai, chúng ta có thể chia sẻ về cái vấn đề này. Đối với những đối tượng sau cai nghiện thì cái công tác quản lý những đối tượng này chúng tôi cũng gặp rất nhiều cái khó khăn. Thứ nhất này, như chúng ta biết là đối tượng nghiện ấy thì nó thường thường là những đối tượng có cái nhân thân, có cái lai lịch nó phức tạp, gia đình rất đặc biệt. Họ thường thường là những người không có công ăn việc làm ổn định, không có nơi cư trú ổn định, không công ăn việc làm. Và những đối tượng này thì thường thường là có cái mối giao lưu, giao du với cả các cái đối tượng khác ở những cái địa bàn khác, cũng ở trong tình trạng nghiện như họ. Sau khi cai nghiện thì họ lại trở về đi làm công việc bình thường, cũng có người thì đi làm công trình, cũng có người thì đi làm ăn xa, không kịp thời được cái sự quan tâm của gia đình. Có những đối tượng chơi bời lêu lổng thì lại tiếp tục giao du với bạn bè và họ cũng không được cái sự quan tâm giúp đỡ của gia đình. Thứ hai nữa là những đối tượng mà có tiền án tiền sự thì lại tiếp tục thực hiện các hành vi phạm tội cũng nhằm mục đích là kiếm được tiền để tiếp tục quay lại con đường sử dụng ma túy. Thế thì khi họ trở về thì chúng tôi thì cũng đã được thông báo, đã được biết. Thế nhưng về cái công việc, về cái quan hệ, về công việc của họ thì thực sự là cấp cơ sở cũng thực sự cũng không thể kiểm soát hết được. Chính vì thế cho nên là cũng gây khó khăn cho công tác quản lý sau cai nghiện. Nếu không có được cái sự phối hợp chặt chẽ của gia đình rồi của cộng đồng. Thì các đồng chí nghe đồng chí Chiến, trưởng quan xã Xuân Trúc ý kiến rồi, nhưng tôi chỉ bổ sung này thôi. Chắc là vấn đề này giữa gia đình, xã hội và đặc biệt là ngành đoàn thể đấy, chúng ta phải phối hợp đồng bộ, chứ một mình công an không làm được. Chúng tôi không thể 24/24 với đối tượng được, chúng tôi đối tượng quản lý đối tượng trên cơ sở hồ sơ thôi, đúng không? Giám sát hàng ngày thôi, dùng một pháp nghiệp vụ. Nhưng còn hàng ngày ăn ngủ nghỉ rồi này đi lại sinh hoạt rồi là công việc thì phải bố trí các phòng, các ngành chức năng, đặc biệt là vấn đề liên quan doanh nghiệp. Khi mà tôi công tác ở công an Kim Động thì khi mà hội đàm với cả cụ mà, thì một số gia đình có ý kiến là bây giờ báo cáo bác là bây giờ gia đình tôi là có một cháu nghiện ma túy, thế thì bây giờ xin vào doanh nghiệp. Thế thì xin doanh nghiệp thì phải qua xã để xác nhận như cá nhân, nhưng mà xã thì ghi là một là năm bao nhiêu nghiện ma túy, năm bao nhiêu đi tù về ma túy. Thì tôi hỏi là qua doanh nghiệp là nhận không, là vấn đề tế nhị và vấn đề cái này phải tháo gỡ. Cái này phải đồng bộ từ trên xuống dưới đấy, chứ không phải một mình lực lượng công an cũng như là xã làm được đâu. Cái này nó phải đồng bộ cả vấn đề doanh nghiệp, đoàn thể. Dạ vâng. Như vậy là qua những chia sẻ của hai vị khách mời thì có thể thấy rằng là sau cai nghiện thì làm thế nào để người nghiện tái hòa nhập cộng đồng, nó phụ thuộc rất lớn vào yếu tố gia đình và yếu tố việc làm. Đó, và chúng ta cũng cần thay đổi những cái cơ chế, những cái chính sách để có thể giúp người nghiện sau cai tái hòa nhập cộng đồng. Thưa các vị khách mời và quý vị khán giả, trong quá trình tác nghiệp thì những đồng nghiệp chúng tôi đã nhận được rất nhiều câu hỏi liên quan tới việc là những đối tượng nào thì sẽ được đưa vào điều trị tại cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Hưng Yên. Với câu hỏi này thì xin nhờ bác sĩ Nguyễn Đức Chính sẽ trả lời giúp ạ. Những cái đối tượng mà đã được đưa vào cơ sở điều trị nghiện ma túy của chúng tôi thì nó có hai diện. Một diện thứ nhất là cái diện tự nguyện và diện thứ hai là diện bắt buộc. Cái diện tự nguyện thì nó có hai cái vấn đề. Tức là có thể là cá nhân người ta tự nguyện hoặc là gia đình của cái học viên đó tự nguyện. Còn cái diện mà nghị định thì là gì? Là cái diện mà đã cái người nghiện ma túy nó có vi phạm về pháp luật về cái sử dụng trái phép chất ma túy mà được các cái cơ quan chức năng có thẩm quyền và cuối cùng là tòa án là có cái phán quyết để đưa vào phải điều trị bắt buộc tại cơ sở. Các khách mời thì cũng đã chia sẻ về những cái khó khăn trong việc xác định đối tượng nghiện để đưa vào cơ sở điều trị nghiện ma túy theo diện bắt buộc. Vậy thì với cơ sở điều trị nghiện ma túy thì các anh gặp phải khó khăn như thế nào khi mà đưa những cái đối tượng này vào trong cơ sở điều trị nghiện ma túy ạ? Về phía cơ sở cai nghiện thì những cái trường hợp mà nghị định bắt buộc thì chúng tôi cũng sẽ chủ yếu cái phần khó khăn là thuộc về các cái cơ quan chức năng. Còn khó khăn ở chúng tôi là những cái trường hợp tự nguyện, rất là ít người nghiện mà người ta tự nguyện người ta vào, cũng có nhưng ít. Đa phần thì là cái gia đình họ tự nguyện, bởi vì chất ma túy này nó làm cho con người ta lệ thuộc rất là mãnh liệt. Cho nên là bản thân đại đa số là người ta không vượt qua được cái đó. Chúng ta phải có những cái phối hợp với cả cơ quan chức năng là đưa
cái người nghiện đấy, gia đình người ta tự nguyện đấy đến phối hợp cùng đưa họ vào. Thì ví dụ gặp phải những cái chống đối từ phía người nghiện chẳng hạn, có những cái gia đình thì cũng đưa vào một nửa thì là tự nguyện, nhưng cũng có những người cũng người thân thì lại vẫn còn thương con thương cháu nhưng mà sai cách thì lại cũng gây cản trở. Thì đấy là cũng là những cái khó khăn nhất định mà đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện ma túy của tỉnh Nghiên. Xin được cảm ơn bác sĩ Chính. Và thưa quý vị, không ai hiểu được sự dày vò bứt rứt đến cùng cực mỗi khi lên cơn nghiện, và cũng không ai hiểu được những gì mà họ đã phải vượt qua để thoát khỏi cơn ác mộng ma túy. Và chỉ có họ mới thấm được tình yêu thương, sự quan tâm, sẻ chia của những người đã giúp họ thoát khỏi sự lệ thuộc vào ma túy. Ngày hôm nay thì phóng viên của chương trình cũng đã có mặt tại nhà của một học viên đã thoát khỏi ma túy và làm lại cuộc đời. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị sẽ cùng đến với điểm cầu tại nhà của học viên. Vâng, xin chào anh Đăng Mạnh, chào các vị khách mời và quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Ngay lúc này đây thì tôi đang có mặt tại gia đình anh Sơn, một học viên đã cai nghiện thành công và đã hòa nhập cộng đồng hơn 10 năm nay. Xin cảm ơn anh Sơn và cô Miên đã nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên mà chương trình muốn hỏi anh Sơn đó là lý do gì đã khiến anh bị nghiện ma túy? Cái lý do nghiện ma túy của tôi là tôi do ham chơi, đua đòi chúng bạn, với lại là tuổi trẻ bồng bột thiếu suy nghĩ thì tôi đi chơi bời thì tôi mắc phải ma túy. Tôi nghiện ma túy thì khoảng vào năm 2000-2001 tôi sử dụng ma túy chủ yếu là ma túy heroin. Đầu tiên thì tôi hút, xong sau đó thì chuyển sang chích. Lúc lên cơn nghiện thì nó vật vã, nó thèm thuồng lắm, nó cái cảm giác nó khó tả lắm, bởi vì là nó thiếu thuốc, nó vật vã, người nó gần như là một người điên, nó không làm chủ được bản thân. Những cái lúc thèm thuốc hoặc là lên cơn thì tôi đi vay mượn mọi người, tôi đi xin, rồi là tôi lừa dối gia đình để lấy tiền chơi. Còn với cô Miên, khi mà biết con mình bị nghiện thì cảm xúc lúc đấy của cô như thế nào? Khi mà biết con bị nghiện thì cũng tự là cháu Sơn gọi điện và thú thật với tôi. Đúng vào hôm mùng 4 Tết, thực sự lúc nghe con tin con bị như thế thì mình tưởng chừng như không đứng lên được nữa. Thế nhưng mà sau một thời gian thì bản thân tôi là người mẹ, tôi đã từng vào sinh ra tử, đã đi chống Mỹ cứu nước, là bộ đội, thì tôi bảo mình phải cùng con quyết tâm là phải loại trừ được cái ma túy. Thế lúc đầu khi mà biết anh bị nghiện như vậy thì cô và gia đình đã có những biện pháp gì để có thể ngăn cản anh không tìm đến ma túy ạ? Cái thời gian đấy thì tôi cũng chỉ biết là nói với con là bây giờ con phải bỏ đi, cái này nó sẽ giết chết con và giết chết cả gia đình nhà mình. Thế thì tôi cũng đưa cháu đi cai nhiều nơi lắm, nhiều chỗ lắm rồi, thế nhưng không được. Nên cuối cùng là nhờ ơn trung tâm cai nghiện của Ân Thi của tỉnh Hưng Yên cho nên gia đình tôi bây giờ đã hoàn toàn là không nói không với ma túy. Từ đâu mà gia đình nhà mình biết đến là tại Hưng Yên có một cơ sở điều trị nghiện ma túy tại xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi ạ? Thông qua một người quen mà bạn của con gái lớn tôi cho tôi đi nhờ xe của anh lên tận trung tâm. Thưa quý vị và các bạn, chắc hẳn là qua những chia sẻ ngắn vừa rồi của anh Sơn và cô Miên đã giúp quý vị và các bạn hình dung ra được câu chuyện của những gia đình, những con người đang phải gánh chịu hậu quả của ma túy, và không phải ai cũng đủ nghị lực, đủ quyết tâm để có thể vượt qua như anh Sơn. Vậy thì còn những bác sĩ, cán bộ đang công tác tại cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Hưng Yên thì sao? Trong quá trình công tác, họ đã gặp những khó khăn gì ngoài những gì bác sĩ Chính đã chia sẻ ở trên? Để hiểu rõ hơn, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một phóng sự mà nhóm phóng viên chúng tôi đã ghi nhận từ trước. Tôi công tác ở đây thì từ năm 2009. Kỷ niệm lớn nhất của tôi, một lần tôi đi hỗ trợ học viên tại Quảng Châu. Em ấy đã dùng dao và em ấy đã chém vào tay tôi, để lại cho tôi một vết thương trên cánh tay phải. Lúc đấy phải khâu 6 mũi. Lúc đó cảm xúc của tôi thì đó là cái nhiệm vụ tôi phải làm. Cái thứ hai đó là việc em ấy manh động như vậy cũng là do em ấy dùng ma túy. Sau khi đưa em ấy vào cơ sở thì cảm thấy bình thường, thầy trò lại sống và sinh hoạt cùng nhau.
trong đầu chưa bao giờ nghĩ đến cái việc dừng lại và từ bỏ, vì mình đã gắn bó ở đây đã hơn mười mấy năm, thì nói thật sự ra là mình rất yêu cơ sở. Trong bản thân tôi thì tôi rất tự hào vì vấn đề là tôi đang giúp cho, trước hết là cho gia đình của học viên, và cái thứ hai đó là xã hội. Dù bị chính học viên của mình tấn công và làm bị thương, nhưng vẫn luôn thấu hiểu và giúp đỡ họ chiến đấu về ma túy. Dù nắng hay mưa, bất kể đêm hay ngày thì vẫn luôn sẵn sàng hỗ trợ gia đình đưa người nghiện đi cai. Đó không chỉ là câu chuyện của riêng anh Thuận mà còn là câu chuyện chung của tất cả các cán bộ đang công tác tại cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Hưng Yên. Thế nhưng với tình yêu nghề, sự đồng cảm và sẻ chia, vượt qua tất cả những khó khăn, những cán bộ nơi đây đang ngày đêm đồng hành cùng các học viên giúp họ chiến thắng ma túy, khơi dậy niềm tin và khát vọng làm người có ích cho xã hội. Nơi đây đã trở thành mái nhà chung, ấm áp, để những tâm hồn lầm lỡ có thể tìm đến để làm lại cuộc đời. Đi cai thì em đi từ 2017, sau 2 năm ở dưới trung tâm Xuân Trúc về thì cũng quyết tâm lắm, như gia đình cũng ủng hộ nhiều nên là cũng tạo cái công ăn việc làm. Gia đình mình bây giờ thì ổn định hơn rồi, bây giờ công việc của mình làm thì nó cứ đều đều hàng ngày. Đấy, nên là vợ con thì cũng đi chợ, con cái nó cũng ngoan ngoãn, nên là mình cảm thấy cũng thấy hài lòng về cái cuộc sống. Trước tiên phải là cái động lực từ gia đình đã. Đấy, từ vợ, từ con là những người đã gắn bó với mình, kể cả mình những lúc mình xa đọa nhất mà vợ con mình vẫn ở bên cạnh. Đấy, cái thứ hai nữa là khi mình xuống dưới trung tâm thì được từ chỗ thầy Hùng, các cô, thầy cô ở trong trung tâm cũng thứ nhất là bao bọc, thứ hai nữa là cũng hỗ trợ mình về nhiều mặt. Chẳng hạn như về tư tưởng, về thuốc, thang, đấy thì để cho mình vượt qua cái cơn nghiện. Nhiều khi cũng muốn nói lời cảm ơn nhưng chưa biết nói kiểu gì. Những hình ảnh trong phóng sự vừa rồi có làm cho anh Sơn nhớ lại cái khoảng thời gian mà mình đã học tập, rèn luyện tại cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Hưng Yên. Với sự nhiệt tình giúp đỡ của thầy cô, tôi đã bỏ được ma túy, lại là tôi cũng tìm được cái cuộc sống của mình. Tôi rất cảm ơn các thầy cô ở trong trung tâm đã tạo điều kiện cho tôi. Đối với tôi thì tôi thấy là rất gần gũi với tôi, kể cả khi tôi về đây đến hơn chục năm rồi thì các thầy cô vẫn thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm. Vậy thì điều gì mà đã giúp anh, tạo động lực cho anh để có thể cai nghiện thành công ạ? Động lực lớn nhất thì vẫn là về phía gia đình, nhưng chủ yếu lớn nhất, hạnh phúc nhất là vẫn là hai đứa con và người vợ. Mẹ tôi thì luôn là người đồng hành với tôi từ khi bắt đầu tôi nghiện đến khi là bỏ được, là người mà gần tôi nhất. Vậy thì hiện nay thì anh đang làm gì? Cuộc sống của anh thì như thế nào sau khi mà học tập và rèn luyện tại cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Hưng Yên? Về nhà thì tôi đi ship hàng các thứ, xong rồi bán hàng lặt vặt, nhà tôi thì cứ buôn bán chạy chợ, cuộc sống nó cũng ổn định, tôi rất hạnh phúc. Vậy thì xin được hỏi cô Miên, mọi người ở trong khu phố, rồi là anh chị em bạn bè đã giúp đỡ cô như thế nào để cô có thể kéo được anh Sơn về với gia đình, về với cộng đồng ạ? Thôn xóm hoặc là bè bạn của mẹ, bè bạn của con thì người ta đều không có cảm gì về là con mình đã bị nghiện ma túy. Họ cũng rất là hòa nhập với mình. Nhà bán hàng căng vợt thể thao rồi bán hàng online thì là anh chị em thôn xóm người ta biết, người ta cũng ủng hộ. Thế cho nên từ đấy là các cháu cũng có cái động lực để hòa nhập với cộng đồng và để tiến bộ hơn nữa, thì thực sự là gia đình bây giờ thì rất hạnh phúc. Trong chương trình ngày hôm nay thì anh Sơn và cô Miên có lời nhắn nhủ gì đến giới trẻ, đến những người đang sử dụng ma túy ạ? Xin mời cô, xin mời anh ạ. Bản thân gia đình nhà tôi đã được đến như ngày hôm nay thì tôi không có gì để mà nói là ngoài lời cảm ơn rất sâu sắc đến giám đốc chú Hùng và đội ngũ của các thầy cô, trong đó có các bác sĩ đã giúp đỡ con tôi. Tôi thì cũng gọi là đại diện cho một trong những người mẹ mà đã có con đã sai lầm và đã sử dụng ma túy, thì tôi cũng khuyên và tôi cũng nhắn nhủ tới các bậc cha mẹ
và các con đã chót dính vào thì lên quyết tâm và đồng hành cùng với xã hội để dứt bỏ được cái ma túy. Vậy còn với anh Sơn thì sao ạ? Tôi cũng nhắn nhủ với các bạn học viên cai nghiện và đang nghiện từ bỏ con đường đấy và mình sẽ tìm con đường về với gia đình, với vợ con, với nàng xóm, nó sẽ có cuộc sống hạnh phúc hơn. Chứ còn nếu và vấp phải con đường kia thì nó khổ cho mọi người và xã hội, khổ cho bản thân mình nữa. Giới trẻ và những thanh niên chưa từng sử dụng thì không nên sử dụng thử một lần. Cảm giác này nó sẽ theo đẳng mãi mà nó sẽ dần dần nó sẽ nghiện. Cảm ơn những chia sẻ vô cùng ý nghĩa của cô Miên và anh Sơn. Chương trình xin được chúc cô và anh thật nhiều sức khỏe, sản xuất kinh doanh tốt và tiếp tục lan tỏa thông điệp nói không với ma túy vì một cộng đồng sạch ma túy. Và ngay bây giờ thì xin được trở lại trường quay với MC Đăng Mạnh và các vị khách mời. Thưa bác sĩ Nguyễn Đức Chính, vừa rồi thì chắc hẳn là anh cũng đã nhận ra anh Sơn là một học viên cũ tại cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Hưng Yên. Vậy thì nghe cái câu chuyện mà anh ấy chia sẻ thì không biết là bác sĩ Chính có thể chia sẻ thêm điều gì về anh Sơn không ạ? Một cái điều ấn tượng nhất đó là của tôi là khi đến gia đình anh Sơn thì một cái cơ ngơi rất là chỉn chu, một cái công việc hết sức là tốt. Cái điều mà tôi cảm nhận thấy rằng là một cái học viên sau khi ra khỏi cơ sở mà được gia đình, được cộng đồng tiếp đón và phối hợp rất là tốt để cho học viên có một cái nghề, có một công việc để phát triển về kinh tế bản thân, không bị xáo động sau khi trở lại tiếp cận các cộng đồng. Đấy là một cái thành công rất lớn, gương rất là điển hình trong cái công tác là điều trị nghiện và tái hòa nhập cộng đồng. Những cái niềm vui của những người làm công tác điều trị nghiện ma túy tại cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Hưng Yên phải không ạ? Vâng. Những hình ảnh mà trong phóng sự vừa phát thì chúng tôi cũng có thể nhận thấy rằng là cơ sở điều trị nghiện ma túy cũng đang gặp phải rất nhiều những khó khăn về cơ sở vật chất cũng như tiềm ẩn rất nhiều những rủi ro khi mà vận động người nghiện đi cai. Vậy thì bác sĩ có những cái đề xuất kiến nghị gì để giải quyết tình trạng này? Về phía cơ sở chúng tôi thì cái cơ sở tầng nó cũng xuống cấp là những cái khó khăn của chúng tôi. Thì ban giám đốc cũng như tất cả cán bộ công nhân viên của cơ sở cũng hay quyết tâm là khắc phục những khó khăn để làm sao mà đưa những cái điều tốt nhất đến cho học viên và mong muốn làm sao để đạt hiệu quả cao nhất. Chúng tôi cũng có những cái đề xuất cơ quan chức năng hỗ trợ cải tạo lại và cũng có thể là nâng cao lên những cái trang thiết bị để chúng tôi đáp ứng tốt nhất cho học viên và đưa học viên vào cơ sở. Để được một cái trường hợp mà cai nghiện bắt buộc vào cơ sở là các đồng chí cũng rất là vất vả. Thế cho nên là cũng đề nghị các cái đơn vị chức năng cũng chúng ta cũng cùng sán tay vào cuộc để hỗ trợ. Được. Vậy thì trong thời gian tới để nâng cao cái chất lượng điều trị cai nghiện cho các học viên thì cơ sở đã có những cái giải pháp nào ạ? Để nâng cao cái chất lượng điều trị cho học viên, ban giám đốc cơ sở cùng toàn thể cán bộ cũng đã đề ra những cái chương trình hành động cũng làm sao hỗ trợ tốt nhất. Ví dụ như là trong quá trình cắt cơn, điều trị để cắt cơn cho nó êm dịu nhất, đỡ khó chịu cho cơ thể. Thứ hai nữa là sau khi ra khỏi cắt cơn thì phải tư vấn làm sao để cho cái tâm sinh lý của học viên được ổn định nhanh nhất. Bên cạnh đấy thì chúng tôi cũng chọn những cái doanh nghiệp có những cái nghề nó phù hợp, nó nhẹ nhàng để cho học viên được lao động trị liệu. Các cái học viên này dùng ma túy này thì cái vấn đề nghề là rất là hạn chế, rất là khó khăn trong công tác tái hòa nhập cộng đồng. Thấy đó là những cái vấn đề hết sức quan trọng, chúng tôi đã đào tạo cho học viên làm lao động trị liệu để sau này cũng là một cái bước tiền đề tái hòa nhập cộng đồng tốt nhất. Tiếp đến thì chúng tôi cũng đã xây dựng những cái kế hoạch, ví dụ như là truyền thông nội bộ, truyền thanh tại cơ sở để tuyên truyền những cái về pháp luật, tuyên truyền về ma túy và tuyên truyền về các cái kiến thức để tự bảo vệ mình. Cái nữa là chúng tôi cũng trang bị cho mỗi một cái phòng của học viên đấy có những cái tivi để làm sao mà trong quá trình học viên đang được điều trị tại cơ sở họ sẽ bị tách khỏi cộng đồng nhưng làm sao họ không bị lạc hậu trước cái thực trạng của xã hội đang phát triển, thì là phải có cung cấp được cái thông tin thì khi mà tái hòa nhập cộng đồng họ cũng sớm được bắt nhịp với cuộc sống thực tại. Bên cạnh đấy còn những cái thể dục thể thao đấy, những cái văn hóa văn nghệ thơ ca hòa vẻ. Mình học viên vào cơ sở chúng tôi cũng rất là phong phú đa dạng, cũng có rất nhiều người rất là giỏi các cái bộ môn. Thì chúng tôi phát huy được cái đó để làm sao thành một cái tập thể
cho học viên họ được sinh hoạt sau những cái thời gian cắt cơn giải độc, sau cái thời gian lao động trị liệu thì họ có cái thơ ca, văn nghệ, thể dục thể thao để họ giả stress. Đấy là những cái mà chúng tôi đang thực hiện ở tại cơ sở. Vâng, cũng đang cố gắng để ngay tại cơ sở thôi, cũng như là một xã hội thu nhỏ vậy, phải không ạ? Vâng. Thế thì còn việc tuyên truyền tại cộng đồng thì đang được cơ sở thực hiện ra sao ạ? Chúng tôi muốn rằng là tất cả những người dân trên địa bàn tỉnh nhà đều nắm bắt được rằng là có một cái cơ sở cai nghiện ma túy. Đấy, và làm sao để cho nó hỗ trợ được một cách nhiều nhất đến cộng đồng. Ví dụ như năm 2022 thì chúng tôi sẽ làm cái chuyên đề là đi về các xã, phối hợp các cái anh công an ở các xã và các cái chính quyền địa phương các xã tổ chức những buổi tuyên truyền ở các nhà văn hóa để cho người dân ở khu vực đó, các cái xã giáp danh lân cận ở khu vực cái xã đó mình tổ chức đó, họ đến và họ tiếp cận. Mà đặc biệt là những cái người mà đã từng dùng ma túy cũng đến để họ thấy được rằng những cái tác hại của ma túy. Chủ đề của năm 2023 chúng tôi cũng đã xác định là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Thì chúng tôi đã tổ chức cái chương trình tại truyền thông tại các trường, mà đặc biệt là trường trung học cơ sở, vì xác định rằng là các em ở cái lứa tuổi lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10 thì là tâm lý sinh lý của các cháu bây giờ nó đang thay đổi rất là nhiều. Lúc này là dễ bị sa ngã, dễ bị dụ dỗ, dễ bị lừa gạt. Bởi vì ma túy bây giờ nó trá hình rất nhiều hình thức, ví dụ như là trà sữa hay là cỏ hay là lấm ảo giác hoặc là tem giấy, rất nhiều các hình thức mà vô tình các cháu dùng phải, mà mình dùng ma túy lúc nào nghiện nào không biết. Nên là chúng tôi đã tập trung phối hợp với công an, phối hợp chính quyền địa phương, phối hợp với nhà trường để đến truyền thông đưa ra những cái tác hại, những cái hình thức và những cái biện pháp phòng ngừa. Cũng mong toàn thể nhân dân, các cơ quan chức năng và nhà trường tạo điều kiện cho cơ sở chúng tôi để làm sao là truyền thông một cách rộng rãi nhất đến toàn thể bà con nhân dân ở tỉnh nhà. Xin được cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ Nguyễn Đức Chính, phó giám đốc cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Hưng Yên. Thưa thượng tá Phạm Văn Bình, những người mà tàng trữ buôn bán chất ma túy thì sẽ bị xử lý như thế nào theo quy định của pháp luật ạ? Tại Bộ luật Hình sự, tại cái chương 20 là quy định từ điều 247 đến 259 trong đó 14 điều. Từ trồng cây thuốc viện đến tái chế này, rồi là vấn đề liên quan mua bán tàng trữ, rồi là tổ chức sử dụng ma túy. Nhưng mà địa bàn Hưng Yên thì mình chủ yếu cái tội danh là một là mua bán, hai là tàng trữ, ba là tổ chức sử dụng. Trong ma túy không có xử lý về án treo, thấp nhất là 3 năm đến trung thân tử hình, cho nên rất là nghiêm khắc. Vậy thì với những người mà sử dụng mà trái phép chất ma túy thì sẽ bị xử phạt ra sao ạ? Sử dụng ma túy thì chỉ có xử lý hành chính thôi và đưa vào trung tâm cai nghiện, trừ trường hợp người ta có tiền án sự thì mới tính phương án truy tố. Thượng tá có những cái đề xuất kiến nghị gì để công tác phòng chống tệ nạn ma túy trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đạt được kết quả cao hơn nữa? Tôi chỉ mong từ nhà trường, gia đình, xã hội là không để những ai đi vào con đường ma túy. Cái thứ hai, khi đã chót nghiện ma túy thì mạnh dạn gặp công an cơ sở cũng như là trung tâm cai nghiện để mạnh dạn đi cai. Cái thứ ba, khi đã về cộng đồng thì phải có các doanh nghiệp rồi là cộng đồng xã hội, chúng ta sẽ nương tay, đừng ghẻ lạnh người ta và bố trí công an việc làm. Và cái thứ tư là lực lượng công an từ bộ trở xuống và đặc biệt là giám đốc công an tỉnh sau đây sẽ đưa ra một cái nghị quyết là xóa sạch cái điểm ma túy Hưng Yên, tức là Hưng Yên không ma túy. Xin cảm ơn thượng tá Phạm Văn Bình. Thưa trung tá Đặng Đình Chiến, một trong những khó khăn tại cơ sở đó chính là việc xác định các cái đối tượng nghiện và phối hợp với ngành chức năng để đưa người nghiện đi cai nghiện bắt buộc. Vậy thì công an xã Xuân Trúc đã có những giải pháp nào ạ? Công an xã Xuân Trúc có những cái giải pháp chủ động trong công tác nắm tình hình địa bàn, nắm người, nắm hộ, nhất là đối với những đối tượng có cái liên quan đến ma túy, những đối tượng có nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy, thường xuyên rà soát, phân loại các đối tượng, nhất là các đối tượng có cái biểu hiện nghi vấn, đồng thời cũng phối hợp chặt chẽ với các cái đội nghiệp vụ của công an huyện Thi, các cái cơ sở y tế cấp xã phối hợp với cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Hưng Yên kịp thời phát hiện và có những cái biện pháp thực hiện những cái quy trình trong việc xác định tình trạng nghiện đối với cả những đối tượng này. Sau khi có kết quả xác định đối tượng nghiện thì có cái phối hợp với các cái cơ quan chức năng để hoàn thiện hồ sơ để đưa đối tượng vào cai nghiện bắt buộc. Thứ ba nữa là chúng tôi đã chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương làm tốt cái công tác quản lý người sử dụng trái phép ma túy, quản lý người sau cai nghiện
Và cái đây cũng là một cái nguồn để các đội nghiệp vụ của công an huyện cũng như các cái cơ quan chức năng từ những cái hồ sơ quản lý người nghiện này thì tiếp tục hoàn thiện những cái bước tiến hành lập hồ sơ đưa các đối tượng nghiện ma túy này vào cai nghiện bắt buộc tại cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Hưng Yên. Về công tác quản lý người nghiện sau cai thì công an xã Xuân Trúc đã có những cái biện pháp gì để thực hiện một cách hiệu quả? Xuân Trúc hiện tại như một đại công trường trên địa bàn xã thì hiện giờ đang triển khai 3 khu công nghiệp trọng điểm của tỉnh Hưng Yên, đó là khu công nghiệp Sạch, khu công nghiệp số 3 và khu công nghiệp số 5. Bây giờ thì cũng đang ở giai đoạn thu hồi giải phóng mặt bằng và triển khai xây dựng hạ tầng. Thế thì qua cái tình hình đó thì chúng tôi có nhận định quá trình triển khai xây dựng các khu nghiệp này và sau khi triển khai xong thì các khu nghiệp này đi vào hoạt động thì nó sẽ phát sinh ra cái tình huống là có một số lượng rất đông người lao động ở tỉnh ngoài về làm việc, cũng như là tình hình ở Văn Giang và Văn Lâm thì cái này cũng là một cái nguy cơ phát sinh cái phức tạp về tình hình ma túy ở trên địa bàn. Thì căn cứ vào tình đó chúng tôi trước mắt tập trung làm tốt cái công tác quản lý cư trú, nhất là đối với cái số lao động ở tỉnh ngoài, để kịp thời nắm bắt, đánh giá để phân loại đối tượng, kịp thời phát hiện những cái trường hợp có cái nghi vấn liên quan ma túy, từ đó là có cái biện pháp phòng ngừa hữu hiệu. Thứ hai nữa là chủ động là trao đổi với các cơ quan doanh nghiệp liên quan đến các cái nhà thầu xây dựng ở ba công nghiệp này để thống nhất về cái việc là quản lý cái nguồn nhân lực của họ trước khi đăng ký cư trú với cả công an xã, thì họ phải chủ động làm tốt cái công tác quản lý cái nguồn nhân lực của họ. Đấy, và từ đó thì phối hợp với công an xã để thực hiện những cái thủ tục liên quan đến quản lý cư trú. Song song với cái việc đấy thì cũng kịp thời có những cái trao đổi rồi là phối hợp với các cái đội nghiệp vụ của công an huyện thi kịp thời có những cái biện pháp khi phát hiện những cái trường hợp có liên quan đến ma túy và xử lý theo quy định pháp luật. Xin được cảm ơn Trung tá Đặng Đình Chiến. Thưa quý vị, có thể thấy là thời gian qua, mặc dù tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy tại một số địa bàn còn diễn biến phức tạp, thế nhưng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ tỉnh tới cơ sở, công tác phòng chống ma túy đã có nhiều chuyển biến tích cực thông qua nhiều giải pháp. Ngay sau đây thì xin mời các vị khách mời và quý vị khán giả cùng theo dõi một phóng sự. Bà Dung ơi, dạ. Bây giờ có gia đình, có đối tượng, có con cho đi cai nghiện thì tôi ba đến gia đình để vận động cho cháu đi cai nghiện. Lên xe, đội 8, thôn Kinh Thượng. Bất kể dù nắng hay mưa, đêm hay ngày, chỉ cần có gia đình cần sự trợ giúp đưa người nghiện đi cai nghiện, thì chị Dung và đội tình nguyện xã Liên Khê, huyện Quế Châu lúc nào cũng sẵn sàng lên đường. Khi đi vào vận động thì cũng có nhà người ta còn giấu giếm, người ta con nghiện rồi nhưng mà người ta vẫn không công nhận là con người ta nghiện và cũng có sự không nhiệt tình. Thế nhưng mà chúng tôi là quyết tâm là làm sao mà để chúng tôi là đưa được các đối tượng đi để cho bản thân các đối tượng và các gia đình là được sống một cái cuộc sống rất là hạnh phúc. Được biết từ khi thành lập đến nay, mỗi năm đội tình nguyện xã Liên Khê đều vận động được từ 3 đến 4 người đi cai nghiện tại cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Hưng Yên. Nhiều trường hợp đã cai nghiện thành công, hòa nhập cộng đồng và giữ được hạnh phúc gia đình. Đơn cử như trường hợp của anh Hường. Nói bằng lời thì không hết được. Thực ra mà nói cũng chỉ biết nói lời cảm ơn chị cho tôi đi cai nghiện. Cảm ơn rất nhiều đến trung tâm. Trước hết là thầy Hùng và các thầy cô. Nó thật sự là nếu muốn cai nghiện thành công thì phải vào đấy. Lời đầu tiên phải nói là cảm ơn đồng chí Dung, cán bộ xã. Phải nói đến động viên gia đình. Thứ hai là cảm ơn tất cả các cán bộ ở trong trung tâm đã vào dạy dỗ em tôi. Đến bây giờ em tôi về là 100% không nghiện lại, vợ con rất là mừng mà chịu khó ăn này. Không chỉ vận động người nghiện đi cai nghiện thông qua các đội tình nguyện, cơ sở điều trị cai nghiện ma túy tỉnh Hưng Yên còn thành lập cụm liên kết an toàn về an ninh trật tự giữa cơ sở điều trị nghiện ma túy và 8 xã giáp danh là xã Xuân Trúc, Vân Du, Quảng Lãng, huyện Ân Thi, xã Nghĩa Dân, Toàn Thắng, huyện Kim Động, xã Tân Việt, Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu. Bên cạnh đó, cụm liên kết rất chú trọng tới việc tuyên truyền đến người dân để nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy. Tôi cũng nghe truyền thanh của xã
và các đồng chí công an cũng sang đây rồi tuyên truyền là thôi thì nhà bà bán hàng tạp hóa đây thì cũng tuyên truyền cho các cháu thanh thiếu niên là cũng về cái phòng chống ma túy. Thì chúng tôi cũng nghe lời như thế là chúng tôi cũng tuyên truyền cho các cháu, cũng bảo ban các cháu là thôi các cháu tránh xa những cái đấy ra. Là cũng có cái thành phần nào mà tử xấu ấy, thì là chúng tôi cũng báo với công an để cho công an cũng kịp thời vào cuộc để ngăn chặn. Việc tuyên truyền về tác hại của ma túy còn được cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Hưng Yên thực hiện tại các trường học, bởi hiện nay ma túy đã và đang len lỏi vào môi trường học đường. Nhiều học sinh do tò mò đã bị dụ dỗ lôi kéo trở thành nạn nhân hoặc tham gia tàng trữ, mua bán, vận chuyển ma túy. Điều này tiềm ẩn những hệ lụy nghiêm trọng trong đời sống xã hội. Do vậy, việc truyền thông trong học đường được cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Hưng Yên đặc biệt quan tâm, coi đây là mấu chốt để đấu tranh ngăn ngừa từ xa, giúp các em học sinh chủ động tránh xa tệ nạn ma túy. Em thấy buổi tuyên truyền hôm nay rất có ý nghĩa. Em biết thêm một số các cách phòng tránh về ma túy, biết thêm một số loại ma túy mới, biết được khái niệm ma túy là gì ạ. Câu trả lời rất chính xác. Thưa quý vị, tấn công, trấn áp tội phạm ma túy chỉ được coi là ngọn. Tuyên truyền để mọi người dân hiểu rõ tác hại của ma túy, tránh xa ma túy và chung tay đẩy lùi ma túy mới là gốc của vấn đề. Mong rằng với những chia sẻ của các vị khách mời trong chương trình tọa đàm hôm nay sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu thêm về tệ nạn ma túy để cùng chung tay xây dựng một cộng đồng sạch ma túy. Một lần nữa xin được cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.